Chúng ta tiếp tục chương 1, cấu hình kích vi điều khiển bit của môn thực hành vi điều khiển. Ở phần trước chúng ta đã giới thiệu về kích vi điều khiển và chúng ta đã thấy vi điều khiển giao tiếp với các module mở rộng thông qua các thanh ghi dịch, đó là IC74HC595 và thanh ghi dịch MBI5026. Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái thanh ghi dịch này. Có hai thanh ghi dịch và chúng ta sẽ tiến hành khảo sát hai thanh ghi dịch này. Cả hai thanh ghi dịch này đều thực hiện dịch dữ liệu nối tiếp ở ngõ vào sang nối tiếp và song song ở ngõ ra. 74HC595 là thanh ghi dịch 8 bit, còn MBI5026 là thanh ghi dịch 16 bit. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát thanh ghi dịch đầu tiên, 74HC595. Đây là sơ đồ khối của thanh ghi dịch 74HC595. Đây là bảng trạng thái mô tả hoạt động của IC. Trong con IC 74595 này có hai tầng thanh ghi 8 bit ASTE Shift Register. Đây là tầng thanh ghi dịch nối tiếp. Và tầng thứ hai chính là tầng thanh ghi lưu trữ 8 bit A-bit Storage Register. Và một tầng bộ đệm ngõ ra ba trạng thái Tri-State Buffer. Như vậy chúng ta có thể xem như là có 3 tầng, 2 tầng thanh ghi và 1 tầng bộ đệm ngõ ra. Và bây giờ chúng ta sẽ khảo sát hoạt động một cách chi tiết của thanh ghi dịch này. Đây là bảng trạng thái cùng với sơ đồ khối. Bảng trạng thái này mô tả hoạt động của cả 3 tầng. Để cho các bạn dễ hiểu thì chúng ta sẽ mô tả hoạt động của từng tầng một cách độc lập nhau. Bây giờ tôi đã che hết những cái tín hiệu không có liên quan và chúng ta sẽ đi mô tả các cái tín hiệu trong bảng trạng thái hoạt động của nó liên quan đến cái tầng đầu tiên, chính là tầng thanh ghi dịch. Nếu chúng ta nhìn vào tầng thanh ghi dịch này, chúng ta sẽ thấy được các tín hiệu ngõ vào của tầng này gồm có SI, SCK và SClear. Tín hiệu ngõ ra là QH phẩy đưa ra ngoài để giao tiếp với thanh ghi dịch tiếp theo. Đây là thuộc dạng ngõ ra nối tiếp. SI là ngõ vào nhận dữ liệu nối tiếp. QH phẩy là ngõ ra xuất dữ liệu nối tiếp. Thanh ghi dịch này còn có 8 ngõ ra song song, chính là cái mũi tên này ký hiệu cho nhiều ngõ ra, và ở đây cụ thể là 8 ngõ ra. Như vậy thì cái tầng thanh ghi dịch đầu tiên chúng ta đã xác định được các tín hiệu vào ra. Và tôi nói thêm chức năng của từng tín hiệu. Tín hiệu đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đó là SClear. Trong bảng trạng thái này chúng ta sẽ thấy nó nằm ở cái hạng thứ 3 này. Khi tín hiệu SClear này tích cực mức thấp bất chấp hai cái tín hiệu SI và SCK, cũng như bất chấp hai cái tín hiệu còn lại của hai tầng mà chúng ta chưa đề cập, thì khi đó cái thanh ghi dịch nối tiếp này sẽ bị xóa. Như vậy khi clear bằng 0 thì tất cả các ngõ ra này sẽ được xóa về 0. Và dĩ nhiên QH phẩy cũng bị xóa về 0. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ được chức năng của tín hiệu SClear cũng như cái trạng thái thứ 3 trong bảng trạng thái này. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến hai cái tín hiệu SI và SCK. SI là ngõ vào nhận dữ liệu để mà dịch nối tiếp vào. Thì ngõ vào này sẽ nhận dữ liệu từ bên ngoài. Dữ liệu đó có thể ở mức thấp hoặc mức cao, ký hiệu bằng hai cái từ lô 2. Và khi có xung CK cạnh lên, và dĩ nhiên là tín hiệu SClear phải ở mức 2 để cho phép thanh ghi này hoạt động. Vì nếu nó ở mức lô thì nó luôn luôn bị xóa. Rồi, như vậy thì tín hiệu SClear ở mức 2, khi có xung clock SCK cạnh lên thì dữ liệu SI sẽ được dịch, và nó dịch như thế nào thì chúng ta sẽ mô tả tương ứng với cái hàng thứ tư này. Thì cái tầng đầu tiên của cái thanh ghi dịch nối tiếp, chữ SR ở đây chính là Shift Register, người ta viết tắt, nó sẽ trở nên có giá trị là mức lô, tức là cái dữ liệu mức lô này sẽ được dịch vào tầng đầu tiên. Các tầng còn lại, Order Stage là các tầng còn lại, sẽ lưu trữ dữ liệu
cô các tuần trước đó theo thứ tự. Và để cho các bạn dễ hiểu thì tôi có vẽ bằng hình ảnh ở đây cho chúng ta nhìn thấy. Giả sử tôi cho dữ liệu trước đó từ QA đến QH là 2 lô, 2 lô, 2, 2, lô 2. Và dữ liệu SI ở ngõ vào tôi cho nó bằng mức lô tương ứng với cái trạng thái chúng ta đang mô tả ở đây. Và khi có xung CK cảnh lên thì cái tầng đầu tiên chính là tầng lip lớp QA. Nó sẽ nhận cái dữ liệu ở ngõ vào lô này, nó sẽ load cái dữ liệu L của SI này vào QA. Dữ liệu của QB trước đó nó sẽ lấy dữ liệu của QA trước đó, như vậy mức 2 này sẽ dịch sang đây. Tương tự cho những tầng còn lại, nó sẽ lấy dữ liệu của tầng trước đó. Như vậy thì QH sẽ lấy dữ liệu của QG, và QG trước đó bằng mức thấp thì QH bây giờ thành mức thấp. QG sẽ nhận dữ liệu của QF, QF trước đó bằng ở mức cao thì bây giờ QG sẽ ở mức cao, tương tự cho những bit còn lại. Và tôi đã mô tả xong cái trạng thái thứ tư. Tương tự như vậy, chúng ta có cái trạng thái thứ năm, tức là nếu SI ở mức cao thì tầng đầu tiên sẽ mang giá trị ở mức cao, những tầng dữ liệu còn lại sẽ nhận dữ liệu của tầng trước đó. Và tôi minh họa bằng cái hình ảnh này. Như vậy khi có xung CK, nếu SI ở ngõ vào ở mức cao thì cái giá trị đó sẽ lưu vào QA, và dữ liệu mức cao của QA trước đó sẽ dịch vào nằm ở vị trí của QB, tương tự cho những dữ liệu còn lại. Như vậy đến đây chúng ta đã hiểu được cái việc dịch dữ liệu nối tiếp ở ngõ vào SI cùng với tín hiệu xung CK được lưu trữ vào tầng thanh ghi nối tiếp như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của tầng thứ hai. Nhìn vào sơ đồ khối này, chúng ta thấy tầng thứ hai này có một tín hiệu điều khiển duy nhất có tên là RCK. Cho nên trong bảng trạng thái, chúng ta thấy chỉ còn lại một mình RCK. Dữ liệu ngõ vào của tầng thứ hai này chính là dữ liệu 8 bit lấy từ tầng thanh ghi dịch. Dữ liệu ngõ ra của tầng thanh ghi dịch này cũng là dữ liệu 8 bit được đưa đến tầng thanh ghi lưu trữ. Có hai trạng thái hoạt động, thực chất thì chỉ có một trạng thái mà thôi. Trạng thái đầu tiên, khi có cạnh lên của xung RCK thì dữ liệu của tầng thanh ghi dịch Shift Register sẽ được lưu trữ vào bên trong thanh ghi lưu trữ. Chúng ta nhìn vào đây. Như vậy khi có cạnh lên của xung RCK thì dữ liệu ở ngõ vào chính là ngõ ra của tầng thanh ghi dịch sẽ được lưu vào tầng thanh ghi lưu trữ này, và nó sẽ xuất hiện ở ngõ ra đây. Rất là đơn giản. Trạng thái còn lại là khi có cạnh xuống của xung RCK thì dữ liệu lưu trong cái thanh ghi lưu trữ này không bị thay đổi, có nghĩa rằng là nó không có bị ảnh hưởng khi có cạnh xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ mô tả tầng còn lại. Tương tự cho hai tầng chúng ta đã khảo sát thì tầng bộ đệm ngõ ra có một tín hiệu điều khiển duy nhất có tên là G. Dữ liệu ngõ vào của tầng bộ đệm 3 trạng thái này chính là dữ liệu ngõ ra của tầng thanh ghi lưu trữ. Và ngõ ra của bộ đệm 3 trạng thái này chính là 8 dữ liệu từ QA đến QH. Có hai trạng thái mô tả hoạt động của ngõ vào điều khiển G này. Khi G ở mức cao thì các cái ngõ ra từ QA đến QH sẽ bị cấm. Như vậy khi tín hiệu G này ở mức cao thì các tín hiệu, 8 tín hiệu từ QA đến QH sẽ bị cấm, và khi đó nó sẽ ở trạng thái 2Z, tức là hở mạch, vì đây là bộ đệm 3 trạng thái. Khi không được phép xuất dữ liệu thì ngõ ra của nó là trở kháng cao, xem như là hở mạch. Khi tín hiệu G này ở mức thấp thì các ngõ ra từ QA đến QH sẽ được phép ở đây là được phép xuất dữ liệu ở ngõ vào như thế nào thì bây giờ nó sẽ xuất hiện ở ngõ ra như thế đó. Như vậy thì tôi đã giải thích xong hoạt động của 3 tầng
trong thanh nghi dịch này. Và như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu rõ, biết rõ được nguyên lý hoạt động của nó một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về tổ chức, cấu trúc mạch điện bên trong của các khối này. Tầng đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến đó là tầng thanh nghi dịch nối tiếp. Cấu tạo của tầng thanh nghi dịch này chính là 8 cái liếp lớp D. 8 liếp lớp D này có tín hiệu reset hay clear sẽ được nối chung lại với nhau và cùng một tín hiệu điều khiển như đã mô tả là S-clear. Đây là các cái bộ đệm để có khả năng tăng dòng điều khiển 8 cái liếp lớp cùng một lúc. Dữ liệu ngõ vào SI sẽ được nối đến cái liếp lớp đầu tiên. Dữ liệu ngõ ra sẽ nối đến liếp lớp tiếp theo và cứ thế. Thanh nghi dịch này theo cái chiều này người ta gọi là dịch nối tiếp. Và đây là ngõ ra QH phải. Dạng ngõ ra thứ hai, tức là nó đưa xuống tầng bên dưới. Đây là 8 cái ngõ ra của 8 liếp lớp và các ngõ ra này thuộc dạng song song. Chính là cái bớt này trong sơ đồ ký hiệu này để đưa đến tầng lưu trữ. Tín hiệu SCK sẽ nối đến ngõ vào SCK của 8 liếp lớp. Như vậy khi có một nhịp xung cờ lốc thì cả 8 cái liếp lớp này sẽ hoạt động đồng bộ như chúng ta đã mô tả. Tầng thứ hai chính là tầng lưu trữ, cũng sử dụng 8 cái liếp lớp, không có tín hiệu clear, cũng không có tín hiệu gì khác, chỉ có một tín hiệu điều khiển duy nhất, đó là RCK, đấu song song các liếp lớp này giống như cái tín hiệu CK ở bên trên này. Dữ liệu ngõ vào của liếp lớp đầu tiên được lấy từ tầng thanh nghi dịch và 8 liếp lớp này hoạt động độc lập nhau cùng chịu tác động bởi tín hiệu RCK. Khi có xung RCK cạnh lên thì dữ liệu ngõ vào D sẽ được lưu trữ vào và xuất hiện ở ngõ ra D và tương tự cho 7 liếp lớp còn lại. Dữ liệu ngõ ra của các liếp lớp sẽ được đưa đến các bộ đệm, ngõ vào bộ đệm 3 trạng thái. Và như vậy cái tầng cuối cùng chính là 8 bộ đệm 3 trạng thái để điều khiển cho phép xuất dữ liệu ngõ ra hoặc hở mạch như chúng ta đã mô tả. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ hơn nữa về cấu tạo bên trong của con IC này như thế nào. Bây giờ chúng ta mới ứng dụng con IC 74595 này. Thì cái ứng dụng đầu tiên chúng ta chỉ dùng một con IC 74595 thì chúng ta sẽ kết nối cái mạch điện nó như thế nào. Thì dữ liệu ngõ vào SI còn có thể là mang một cái tên khác là Series Input. Trong đây thì người ta đặt tên nó là SER. Và nó giao tiếp với một cái tín hiệu được đặt tên là SDI, tức là Series Data Input. Chúng ta có nhiều cái tên cho nó, nhưng mà chức năng thì vẫn không đổi. Tín hiệu SCK như đã mô tả, tín hiệu RCK và tín hiệu G chính là OE. Hai cái tín hiệu này chúng ta dùng hai con điện trở kéo lên để bình thường chúng ta sẽ cho nó ở mức tích cực là mức cao, cũng như OE tích cực mức cao thì khi đó con IC này ở trạng thái không cho phép xuất dữ liệu. Và chúng ta sẽ dùng một cái mạch điều khiển, chẳng ví dụ như là vi điều khiển, chúng ta sẽ điều khiển 4 cái tín hiệu này. Và với một con IC như thế này thì chúng ta có được 8 cái ngõ ra từ QA đến QH, thì đây tôi đặt tên nó là từ Q0 đến Q7 tương ứng. Tín hiệu series clear chúng ta không dùng, chúng ta nối lên nguồn để luôn luôn cho phép nó và nguồn cung cấp. Tín hiệu QH là dùng để nối với tầng kế. Với một con IC này thì chúng ta đã được cái gì khi sử dụng nó? Thì chúng ta chỉ cần mất 4 tín hiệu ngõ vào để điều khiển con IC này, nhưng chúng ta có được 8 tín hiệu ngõ ra. Như vậy thì chúng ta đã mở rộng từ 4 sang 8. Tương tự như vậy, nếu cái mạch điện chúng ta dùng hai con IC như thế thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào? Thì đây là con IC thứ nhất, chúng ta kết nối giống như vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thêm một con IC thứ hai.
Ở đây người ta đặt tên là IC101, IC102. Với IC102, chúng ta sẽ ghép cái ngõ vào dữ liệu nối tiếp đến cái ngõ ra QH phẩy. Như vậy chúng ta đã ghép hai tầng nối tiếp nhau. Các tín hiệu còn lại là SCK, RCK và OE chúng ta đấu song song. Như vậy dữ liệu từ bên ngoài đưa vào tầng thứ nhất, dịch chuyển lần lượt 8 bit rồi mới xuất hiện ở ngõ ra ở bit dữ liệu thứ 9, rồi mới đẩy sang tầng thứ 2, IC thứ 2 để dịch sang xuất hiện ở ngõ ra của IC thứ 2. Như vậy thì với cái mạch kết nối này thì số lượng tín hiệu ngõ vào chúng ta vẫn là 4 tín hiệu. Khi chúng ta thêm IC thì tín hiệu này không thay đổi, vẫn là 4. Và khi đó chúng ta có được thêm 8 tín hiệu ngõ ra nữa. Như vậy tổng cộng 2 IC là 16 ngõ ra. Như vậy chúng ta đã mở rộng được từ 4 đường sang 16 đường với 2 IC. Tương tự như vậy, nếu chúng ta sử dụng 3 con IC 74HC595 thì chúng ta có thể mở rộng từ 4 đường ngõ vào sang 24 đường tín hiệu ở ngõ ra. Và cứ thế bạn có thể mở rộng ra nhiều IC hơn. Như vậy tôi đã trình bày xong nguyên lý hoạt động cũng như cách thức sử dụng mở rộng bọt ngõ ra đối với IC 74595. Các bạn xem có cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.